sẽ dừng câu chuyện đó ở đây nhá. Chúng ta sẽ vào luôn với bài học số 15 trong Minano ni Hongo. Bài này thì ở bài trước Sensei cũng có đưa slide và giới thiệu cho các bạn và nhắc nhở các bạn về những cái cấu trúc hôm nay học rồi. Các bạn đã chuẩn bị chưa ạ? Comment đi ạ, comment comment nhá. Comment xem đã chuẩn bị bài chưa? Thấy có mấy bạn thả ha ha, các bạn thả tim và like cho Sensei đi. Ha ha cũng được. Ừ, rất là tốt những bạn mang tên. Đa số các bạn bị sai á thì thường hay sai vào cái câu sabi sự nét, sabi sự. Đó. À, các em sẽ lưu ý cho Sensei cái phần no ba sự, cái phần gọi là trường âm á, kéo dài âm á, đó. Ok. Ở bài số 15 này thì chúng ta sau khi mà học chia về thể T rồi á thì chúng ta sẽ đi học những cái cấu trúc vận dụng từ cái thể T sang ứng dụng cái thể T vào. Cấu trúc hôm nay, cấu trúc đầu tiên là gì ạ? VT mo y để scat sẽ dùng để xin phép ai đó cho phép mình được làm cái gì. Mẫu câu thứ hai chính là VT wa ikemasen, đó là cấm đoán đúng không? Cấm làm cái gì đó. Tiếp lại có VT mo sự. VT mo sự là hôm trước học rồi không? Đang làm gì đó đúng không? Ok, danh từ ni, động từ và một cấu trúc cuối cùng, cấu trúc số 5 trong bài chính là gì ạ? Danh từ một ni, danh từ hai ốp, động từ. Ok, vào luôn với mẫu câu đầu tiên nha. Sau khi mà chúng ta học chia về thể T rồi, có cần ôn lại cách chia thể T không ạ? Có ôn lại không ạ? Nếu mà các bạn cần ôn lại thì đến cuối giờ rồi nhá, cuối giờ ôn lại đi. Bây giờ Sensei sẽ đi tiếp ạ. Ừ. VT mo ii desu ka? Làm V có được không? Nhá, làm V có được không? Mẫu câu này sẽ dùng để xin phép ai đó cho phép mình được làm gì? Ok. Lấy luôn ví dụ đầu tiên nhá. Sensei sẽ dịch theo cái mẫu là làm V có được không? Ok, ví dụ đầu tiên là gì ạ? Sashino totte mo ii desu ka? Chúng ta sẽ có động từ ở đây là torimasu nhá. Sensei sẽ ôn cho các bạn cách chia về thể T luôn trong bài vậy, đỡ phải đợi đến cuối giờ nhá. Torimasu. Đây là ri nhé và nó là nhóm 1 ạ. À. Nhóm 1 thì chúng ta sẽ chia gì ạ? Ichiri utte nhé, để chia thành ngắt t á, đó thì sẽ là sashino totte. Sau đó thì chúng ta sẽ cộng theo cái cụm là mo ii desu ka vào nhá. Sashino totte mo ii desu ka. Vậy thì chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Tôi làm V có được không? Vậy làm V ở đây là làm gì các em? Comment đi nhá. Làm V đây là làm gì ạ? Đúng rồi, tôi chụp ảnh có được không? Tôi chụp ảnh có được không? Tức là mình xin phép ạ. Giống như bây giờ các bạn đi mua đồ đi. Đồ đẹp quá, phải chụp ảnh về hỏi xem cái đứa bạn cùng phòng nó có mua hay không, đúng không? Nhưng mà để lịch sự á, thì chúng ta sẽ hỏi nhân viên là Sashin o totte moi desu ka? Tôi chụp ảnh có được không, đúng không? Còn những cái chỗ mà nó cấm rất là rõ ràng thì luôn luôn có những cái ảnh, cái máy ảnh xong rồi cái chéo một cái này, hoặc là camera dame này, hoặc là camera kinsi này, đó là không được chụp ảnh. Còn chúng ta không thấy, nhưng để lịch sự hơn chúng ta sẽ hỏi là tôi chụp ảnh có được không nhé. Sashin totte moi desu ka? Hai. Ok, tiếp ạ. Sẽ lấy một ví dụ thứ hai. Em pi chữ đế kaite moi desu ka? Em pi chữ đế kaite moi desu ka? Em pi chữ đây là gì ạ? Em pi chữ là bút chì đúng không? Bút chì. Vậy thì ở đây Sensei sẽ hỏi là em pi chữ đệ kaite moi desu ka? Các bạn dịch luôn câu này cho Sensei nhá. Hai. Làm V có được không? Thì thành đây làm gì ạ? Tôi kaite kakimasu. Ừ, là viết đúng không? Em pi chữ đệ kaite moi desu ka? Tôi viết bằng bút chì có được không nhá, tôi viết bằng bút chì có được không? Ok ạ. Tiếp một ví dụ nữa nhá. Thì sẽ nói rằng là ここでタバコを吸ってもいいですか、吸ってもいいですか、吸います、いいですね、吸います、tức là hút thuốc nhá. タバコを吸います、タバコを吸、thì chúng ta sẽ chia thành sute desu ne, sute. Vậy đây là gì, cái gì ạ? Tôi làm sao ạ? Tôi hút thuốc ở đây có được không? Ii desu ne, tabako o sute mo ii desu ka? Koko de, ii desu ne. Tôi hút thuốc ở đây có được không? Rất tốt các em, cứ dịch đi.
Dịch thật là nhanh, cố gắng tăng tốc lên, dịch nhanh lên để chúng ta vừa học vừa dịch như vậy nhé, chứ đừng bạn nào chỉ ngồi xem không đâu ạ. Ok, vậy đó là cái câu hỏi để chúng ta xin phép ai đó được làm gì. Có thể ví dụ như một người khác xin phép mình được làm cái gì đó, đúng không? Thì luôn luôn mình phải trả lời rồi. Câu trả lời sẽ bao gồm hai trường phái, một là được làm, hai là không được làm, đúng không? Một là được, hai là không. Vậy thì chúng ta sẽ dịch câu này nhé. Khúc cô đệ tabaco sư tề mùi để ska. Tức là ở đây tôi hút thuốc có được không? Hay là tôi hút thuốc ở đây có được không? Câu trả lời một là e sư tề mùi để chưa. Câu trả lời khi mà mình đồng ý nhé. E sư tề mùi để chưa. Có nghĩa là ừ, vâng. Hoặc là ừ, hút cũng được nhá. Vâng, hút cũng được. Ok. Vậy trong trường hợp mà mình không đồng ý á, thế mình có nói luôn y ấy. Mình có nói luôn như thế không? Không, chúng ta sẽ nói nhẹ nhàng hơn. Đó là gì ạ? Sumimasen, chotto. Ii desu ne. Sumimasen, chotto. Hoặc là gì ạ? Nodo ga itai desu. Nếu như trong trường hợp á, mà các bạn đang đi chơi với bạn mình đúng không? Có bạn Dương Hoa Sằng ở đây đang đi chơi với bạn Zela Vu Vu đi. Thế bạn Zela bạn ấy muốn hút thuốc. Thế bạn mới quay sang bạn ấy bảo thế này chứ. À, Tabaco sute moi desu ka? Tôi hút thuốc có được không, đúng không? Thế thì bạn Dương Hoa bạn ấy bị đau họng. Bạn ấy kiêng phải ngửi mùi thuốc thì bạn sẽ nói là Sumimasen, chotto nodo ga itai desu. À xin lỗi nhá, tôi bị đau họng một chút đấy. Đấy, thì đó là một cái cách trả lời từ chối rất là khéo, chứ không nhất thiết là ie, dame hay ie sute wa ikemasen là cái mẫu câu mà một lát nữa chúng ta được học ạ. Chúng ta sẽ hạn chế sử dụng nó nhá. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể dùng là gì ạ? Ie sute wa ikemasen kinen desu kara, tức là không được hút thuốc đâu ạ, cấm hút thuốc. Vì sao ạ? Kinen là từ mới các em nhé, từ mới chỉ về cái việc là cấm hút thuốc, no smoking á, đó là kinen các em nhé. Kinen desu kara, không, không được hút thuốc đâu vì ở đây cấm hút thuốc. Câu này chúng ta dịch như vậy nhá, không, không được hút thuốc đâu vì ở đây cấm hút thuốc. Hay ie sute wa ikemasen kinen desu kara, nhớ nhá. Đó ạ, có hai cách trả lời như vậy thì lưu ý cho sensei. Ok ạ. Chị sensei sẽ có là gì ạ? À, vete mo ii desu ka? Chúng ta sẽ dịch nhá. Làm về có được không? Câu trả lời khi đồng ý thì chúng ta sẽ là gì ạ? À, vete mo ii desu yo. Ii desu yo, không cũng được nhá. Vete mo sensei đang để ở trong. Sensei đang để vete mo ở trong cái ngoặc. Có nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Nếu các em trả lời vete mo ii desu yo, hoặc là ì để xíu là được nhá. Tiếp, trong trường hợp không đồng ý thì chúng ta sẽ có cách nói như sau. Một là sumimasen chotto, và trình bày một cái lý do gì đó sau này, hoặc là không nói gì cũng được nhé, chỉ cần sumimasen chotto thôi là người ta cũng hiểu. Đây là cách nói lấp lửng để từ chối của người nhà sử dụng rất là nhiều trong giao tiếp đời sống hàng ngày á, không cứ gì trong mỗi câu này đâu. Ngoài ra thì chúng ta có thể là gì ạ? Ie vete wa ikemasen desu ne. Ie vete wa ikemasen, tức là cấm hút thuốc hoặc là không không được hút đâu. Thì cái mẫu câu à, thì là không được làm về đâu nhá, cấm làm về. Mẫu câu này một lát nữa chúng ta sẽ được học ạ. Đó, một lát nữa chúng ta sẽ được học cái mẫu câu này nhá. Chết rồi, trên xe bị chuột rút. Đó, tiếp ạ. Trên xe sẽ chuyển sang, nhớ cho sensei cả hai cái câu này sẽ sử dụng trong hai cái trường hợp khác nhau nhé. Trường hợp mà chúng ta muốn trả lời tế nhị thì chúng ta sẽ dùng là sumimasen chotto. Còn trường hợp mà chúng ta cấm đoán luôn á, chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu là vete wa ikemasen. Ok. Chuyển sang mẫu câu vete wa ikemasen luôn nhé. Chính là cái mẫu câu mà sensei vừa mới nói rằng là gì ạ? Cấm đoán các em nhé. Cấm đoán ạ. Không được làm về nhé, không được làm cái hành động gì đó. Và mẫu câu này đương nhiên nó để biểu thị cái sự cấm đoán rồi. Hai, lấy luôn ví dụ nhá. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kinen desu kara. Thì cái câu này chính là câu ví dụ ở trên cái phần trả lời của sensei á. Khi mà người ta hỏi rằng là Koko de tabako sutte moi desu ka? Tức là ở đây có hút thuốc được không á? Đó, thì câu này cô nói là Ie, koko de tabako sutte wa ikemasen. Kinen desu kara. Tức là không, không được đâu, ở đây không được hút đâu vì cấm hút thuốc. Hai, không được hút thuốc ở đây vì cấm hút thuốc. Nhớ cho sensei đó ạ. Vete wa ikemasen, động từ chia về te cộng với wa ikemasen là
không được làm gì. Yes, nhé. Hay, dòng sinh đôi rằng có ai show, em không dùng show này nhá, show kia nhá, không phải là show này đâu ạ. Ok. Osakeo non de wa ikemasen. Osakeo non de wa ikemasen. Các bạn dịch cho sensei câu này đi ạ. Sensei chờ các bạn dịch nhá. Osakeo non de wa ikemasen. Anh này hình như đi chơi đúng không? Bạn bè rót bia, rót rượu cho anh ý để mời. Tuy nhiên thì anh ý từ chối luôn, anh ấy sợ sợ vợ đúng không, ở nhà vợ đã dặn rồi hôm nay đi là gì ạ, non le wa ikemasen là cấm được uống rượu hoặc là không được uống rượu. Thế là khi đến bạn bè mới anh ấy uống, anh ấy nghĩ lại tưởng tượng là cái hình ảnh về sẽ bị vợ tức giận, anh sợ quá đó nên anh ấy no, không uống rượu đâu đúng không. Vậy thì ở đây là gì, cái gì ạ, à osakeo non le wa ikemasen, không được uống rượu, cấm uống rượu. Vì đấy nhé. Hay. Tiếp ạ. ここに車を止めてはいけません。ここに車を止めてはいけません。いいですね。câu này chúng ta sẽ dịch là gì ạ? À, không được đỗ xe ở đây hoặc là cấm đỗ xe ở đây. いいですね。ここに車を止めてはいけません。Không được đỗ xe ở đây các em nhé, nhớ ạ. Các bạn sẽ thắc mắc ở khóa trước và những khóa trước nữa thì các bạn hay thắc mắc cái trợ từ ní này, thì các bạn nhớ luôn ạ. Bên cạnh cái việc làm bài test trợ từ hàng tuần thì các bạn sẽ nhớ luôn, đó là đỗ xe ở đâu thì ní vào đấy nhé. Koko ni kurumao tomete wa ikemasen, hoặc là koko ni kurumao tomemasu chẳng hạn, hay là tomemasen. Chứ các em không dùng là để nhá. Để thì trong trường hợp mà làm cái hành động gì ở ở đâu ấy, thì chúng ta thường hay dùng để. Tuy nhiên trong cái mẫu câu này thì sẽ là koko ni desu ne. Nhớ ạ, đừng nhầm cho sensei nhá. Vì đi thi gặp thì các bạn sẽ dễ bị sai. Tiếp theo sensei sẽ có một câu thứ ba trong bài là vetemasu desu ne. Vetemasu. Mẫu câu này nó sẽ có hai cách dùng. Ở bài trước khi mà chúng ta học đó là gì ạ? VT mang sự là đang làm về đúng không? Trời đang mưa hoặc là tôi đang ăn cơm. VT mang hay là gì đó. Thì ở mẫu câu này chúng ta sẽ học thêm một cái cách dùng khác nhá. Mẫu câu này ngoài cái cách diễn đạt hành động đang diễn ra mà chúng ta học ở bài trước, bài số 14, thì nó còn có một cái cách dùng nữa như sau. Đó chính là gì ạ? Một là biểu thị trạng thái những cái động từ chủ yếu dùng ở dạng là VT mang sự. Một lát nữa chúng ta sẽ lấy ví dụ nhé. Chỉ nhớ cho sensei cái ý là biểu thị về trạng thái này. Những cái động từ chủ yếu dùng được ở dạng VTI mang sự là chúng ta sẽ được học. Tiếp ạ. À, cách dùng thứ hai là biểu thị hành động mang tính thói quen nhá, mang tính thói quen. Một hành động giống nhau lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài về nghề nghiệp hay tình cảnh chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như các bạn đang học tiếng Nhật đó, thì cái hành động học tiếng Nhật đó nó cũng mang tính thói quen mà, vì hàng ngày, hàng tuần các em đều học tiếng Nhật. Đó, cứ đến tối 7 giờ tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần các em đều lên xem livestream của trên xe. Đó nó cũng là một cái hành động mang tính thói quen, và ai hỏi thì các em vẫn có thể nói là tôi đang học tiếng Nhật, thì sử dụng cái VT mắc sự này. Hoặc về nghề nghiệp của chúng ta đúng không? Hàng ngày chúng ta đi làm ở một công ty nào đó, ví dụ như Canon, Honda chẳng hạn, hay là về tình cảnh thì chúng ta đang như thế nào đó, đang khó khăn hay đang như nào đó thì chúng ta có thể sử dụng được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ đầu tiên luôn nhé. Nhớ cho sensei cái ý là biểu thị trạng thái này. Đây cũng chính là câu mà hôm trước bạn có một bạn trong lớp mình hỏi, hình như là bạn rồng sinh đôi hay là bạn follow Trần á, thì hôm nay sensei sẽ giải thích kỹ hơn cho các em về cái câu này và cách sử dụng cái keiko shite imasu nhá. Em hãy dịch cho sensei đi ạ. Watashi wa keiko shite imasu. Watashi wa keiko shite imasu. Ví dụ như các bạn đang ở Nhật nhá, khi ai đó mà đang thả thính mình chẳng hạn, mình sẽ nói luôn watashi wa kiko shite imasu, nhớ nhá, chứ đừng có mà bật đèn xanh thả thính là không tốt đâu nha. Watashi wa kiko shite imasu. Tôi đã kết hôn nhé. Trong trường hợp này á thì
Tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp mà có những cái cách dịch khác nhau, chúng ta không nhất thiết phải là tôi đang kết hôn nữa nhá. Cái câu cái consent mà sự này trong trường hợp mà những người đã kết hôn rồi á thì thường vẫn hay dùng cái mẫu câu này, chứ không nhất thiết chúng ta nhìn thấy cái consent mà sự là đang kết hôn đâu ạ. À. Còn hỏi là tại sao không dùng là cái consent master thì trong cái quyển Minako á, với cả là ngày trước khi mà sensei học á thì được các sensei khác giảng rằng là cái consent master thì sẽ dùng, thường khi mà nói như vậy người ta sẽ hay hiểu rằng là cái cuộc kết hôn đó nó đã kết thúc rồi thì chúng ta dùng là cái consent master. Tuy nhiên á, sẽ thấy ở trong hội thoại giao tiếp với người Nhật, đầy người người ta đang kết hôn người ta cũng vẫn nói là cái consent master. Giả sử như trong trường hợp mà sensei cùng với bạn thân của mình nhá, sensei đang chơi thân với bạn Phạm Văn Thắng đi, thế thế là một thời gian sau bạn ấy quay lại, bạn ấy hỏi là cưới rồi à, thì sensei cũng vẫn nói là kekkon shitemasu, hoặc là sensei có thể nói luôn là kekkon shimashita. Thì cái hành động mà kekkon shimashita nó sẽ thường dùng cho trường hợp là nói về cái hành động được diễn ra trong một cái mốc, đó là tôi đã kết hôn vào một cái thời điểm nào đó, một cái mốc thời gian nào đó rồi thì vẫn dùng được là cái kekkon shimashita các em nhé. Chứ không nhất thiết khi dùng cái kekkon shimashita thì chúng ta sẽ hiểu theo nghĩa là đã ly hôn đâu ạ. Đó, nên là cái cách dùng an toàn nhất của chúng ta chính là cái kekkon shimashita, trừ khi mà chúng ta có một cái mốc, ví dụ như là Kotoshi nigatsu ni kekkon shimashita, tôi đã kết hôn vào tháng 2 năm nay rồi, thì lúc đó chúng ta dùng cái kekkon shimashita. Còn không thì cứ nói cái kekkon shimasu, tức là tôi đã kết hôn, thế thôi. Chúng ta sẽ hiểu đơn giản như vậy nhá. Vì trong giao tiếp các bạn cũng thấy đó, các bạn khi cai qua với người Nhật người ta dùng vô vàn những cái mẫu câu khác nhau luôn á. Chỉ là tùy vào cái ngữ cảnh của hội thoại mà chúng ta sẽ hiểu là ý của người ta là gì thôi. Ý desu ne. Hay. Ok, chuyển sang một ví dụ nữa của biểu thị trạng thái nhá. Ở đây sẽ có câu là gì ạ? Watashi wa Osaka ni sundemasu. Vẫn là trạng thái đúng không? Ừ, tôi đang thế nào đó. Watashi wa Osaka ni sundemasu. Các bạn dịch đi ạ. Dịch cho xin thế nhá. Watashi wa Osaka ni sundemasu. Ví dụ xin thế nói với xin thế bây giờ là gì ạ? Watashi wa Hanoi ni sundemasu. Các bạn hãy thử nói một câu về bản thân mình đi, xem các bạn đang ở đâu nhé. Tất cả 295 bạn đang theo dõi livestream của trên xe, hãy mỗi người hãy comment một câu, đó là Watashi wa nani nani ni sundemasu, để trên xe có thể biết là các bạn đang ở đâu trên mọi miền tổ quốc nhá, thậm chí là ở bên Nhật. Yes, hãy viết một câu như thế đi ạ. Hãy bây giờ lại lên 303 bạn rồi đây này, các bạn comment nhá để cho trên xe biết là các bạn đang ở đâu. Hãy Watashi wa Osaka ni sundemasu, tức là gì ạ? Tôi sống ở Osaka, tôi đang sống ở Osaka cũng được nhá. Watashi wa kamera wo motteimasu. Watashi wa kamera wo motteimasu. Cái này thì sẽ có lưu ý cho các bạn đấy ạ. Dịch cho sensei đi rồi sensei mới lưu ý nhá. Dịch đi rồi sensei mới lưu ý được. Hai, watashi wa kamera wo motteimasu. Hai, Đà Nẵng ni sundemasu. Có bạn là Tường Long đang Đà Nẵng này, Tết Sa Trần Hồ Chí Minh ni sundemasu. Tết Sa Trần đang ở Hồ Chí Minh, Bình Nguyễn Sang cũng Hồ Chí Minh, Color Trần Hiroshima sundemasu nè. Thêm trợ từ ní nữa nhá. Có những trợ từ chúng ta được lược đi, nhưng riêng cái sống ở đâu á thì chúng ta không được trợ từ ní nhá. Chúng ta sẽ sử dụng là Hiroshima ni sundemasu. Ok, đồng sinh đôi sàng cũng Hiroshima ni. Ok. Câu này bạn là Tết Sa Trần dịch là tôi có máy ảnh đúng không? Các bạn để ý cho sensei này. Chúng ta có thể dịch là tôi có máy ảnh. Tuy nhiên á, riêng cái động từ motemasu này á, chúng ta sẽ có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là chúng ta đang cầm ở trong tay cái máy ảnh. Ví dụ giả sử như cái này của sensei gọi nó là cái máy ảnh nhé, camera. Sensei sẽ nói là motemasu. Ý nghĩa thứ nhất là sensei đang cầm nó nhé, đang cầm. Ý nghĩa thứ hai á, chúng ta có thể hiểu là ta đang sở hữu cái camera nhé. Nên khi mà cái từ motemasu này không nhất thiết là mình sẽ phải dịch theo cái nghĩa là đang cầm trong tay đâu, mà chúng ta có thể dịch là có nữa, ý nhé. Nên là để ý cho sensei nhé.
để tùy vào cái ngữ cảnh mà chúng ta có cái cách dịch khác nhau để cái câu nó không bị cứng và chúng ta có thể hiểu nghĩa một cách linh động nhá. Motemasu có hai nghĩa, một là đang cầm trong tay, hai là mình có và mình sở hữu nó. Ý đấy. Giống như bây giờ nhá, CC đang hỏi các bạn rằng là gì ạ? Kuruma ga arimasu ka? Cái câu đó chúng ta sẽ không không hỏi đâu ạ, chúng ta sẽ hỏi là kuruma motemasu ka? Các bạn có ô tô không? Đó, thì trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ hiểu là cái kuruma wo motemasu, tức là tôi có và tôi đang sở hữu một cái ô tô chẳng hạn nhá. Chứ chúng ta không nhất thiết là tôi đang cầm cái ô tô trong tay đâu ạ, không nhá, mà tôi đang sở hữu nó. Đấy là một cái ví dụ và nhớ sensei nhá, motemasu hai ý nghĩa. Ok ạ, sensei sẽ có thêm một ví dụ khác cũng biểu thị về trạng thái luôn. Ở đây sensei nói rằng là watashi wa Tanaka-san wo shitemasu. Watashi wa Tanaka-san wo shitemasu. Các bạn dịch cho sensei câu này nhá. Watashi wa Tanaka-san wo shitemasu. Bên cạnh cái việc mà các bạn dịch á, nên đọc theo sensei nhá. Đọc luôn theo để cho trôi chảy. Chúng ta sẽ nói quen đi thì sau này chúng ta cai qua mới dễ được nhá. Watashi wa Tanaka-san wo shitemasu. Watashi wa Tanaka-san wo shitemasu. Tôi biết anh Tanaka nhé, tôi biết anh ý. Đấy. Và sẽ lưu ý cho sensei, riêng cái shitemasu này bài trước sensei cũng đã nhắc các bạn rồi, đúng không? Khi chúng ta trả lời rằng là shitemasu ka, khi người ta hỏi mình vậy á, mình biết thì mình nói là shitemasu. Mình không biết thì mình sẽ nói là shirimasen nhá. Ie shirimasen, chứ không bao giờ mình sử dụng là shitemasen ii desu ne. Đó, phủ định của shitemasu luôn luôn là shirimasen chứ không bao giờ là shiteimasen. Thì các bạn lưu ý cho sensei cái này ạ. À. Ghim luôn vào đầu nhá để không bị nhầm á. Ok. Thế nên lấy luôn một ví dụ nữa cho các bạn nhớ thêm nhá. Đó là gì ạ? À? Tâm sằng nô đen qua băng gỗ shitemasu ka? Hai mina sằng tâm sen sen nô đen qua băng gỗ shitemasu ka? Comment to stay kudasai. Comment to stay kudasai mina sằng. Tâm sen sen nô đen qua băng gỗ shitemasu ka? Shirang. Không dùng Osaka bên đây đâu nhá, dùng sinh đôi sằng. Hãy comment theo cấu trúc ngữ pháp của sensei nha. Bạn có biết số điện thoại của tâm không? Ý đấy nhé. Tâm sáng nó đen qua băng gỗ. Shitemasu ka? Vậy câu trả lời của chúng ta là hai. Shitemasu. Vâng, tôi có biết ạ. Còn trong trường hợp không biết thì phải là ie shirimasen nhá. Tôi không biết chứ không bao giờ ie shitemasen đâu nha. Nhớ ạ, à, một cái lỗi rất là cơ bản thôi. Nhớ luôn để không bao giờ chúng ta sai. Khiếp. Đừng comment số điện thoại của mình lên đây nhá, không là các bạn nháy máy đấy, lúc đấy lại kêu rời lên. À, số điện thoại là một thông tin cá nhân, à, thậm chí là mail các thứ á, khi mà sensei muốn các em gửi mail luôn làm cho các em những cái form để các em có thể điền để có thể bảo mật thông tin cho các em, chứ không bao giờ muốn các em comment ở một cách công khai nhá. Như thế nó rất là mê hoa cự, kiểu những người khác sẽ làm phiền mình ấy, và có nhiều bên người ta lấy thông tin xong cứ gửi cho các em những cái mail mời chào á, như thế nó rất là không hay và các em cứ hiểu lầm rằng đó là mail của sensei á, thì sensei không thích cái điều đó một tí nào nên các bạn phải cẩn thận nhé. Ok, tiếp theo ạ. Mẫu vô vê tê mà sự lúc nãy chúng ta toàn lấy về những cái trường hợp là biểu thị về trạng thái thôi đúng không, trạng thái thói quen. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang trạng thái thôi, còn bây giờ chúng ta chuyển sang cái cách dùng thứ hai, đó là biểu thị một cái hành động mang tính thói quen này, nghề nghiệp hoặc tình cảnh. Ok, xin sẽ nói rằng là gì ạ? Anido wa roboto tsukutemasu. Anido wa roboto tsukutemasu. Các bạn hãy dịch cho xin sẽ câu này nhá. Anido wa roboto tsukutemasu. Anido thì làm sao ạ? Thì công ty Anido sản xuất robot ですね. Sản xuất robot tsukutemasu. Thì cái mẫu câu này nó sẽ thể hiện là gì ạ? Tsukutemasu nó sẽ thể hiện một cái hành động mà nghề nghiệp ấy, chính xác là nghề nghiệp ạ. Ở đây sản xuất cái con robot thì hàng ngày đều có những cái công việc nó chỉ liên quan đến sản xuất về robot thôi nhá. Là ngành nghề của công ty luôn rồi. Ok ạ, tiếp xin xem lại có một ví dụ thứ hai. Spa de Nampura wo uttemasu.
スーパーでナンプラを売っています。các bạn hãy dịch đi ạ. スーパーでナンプラを売っています。ナンプラ ở Mina cũ không có từ mới này đâu, tuy nhiên thì Mina no Nihongo mới á thì có nampura các em nhá. Nó là một từ vựng chỉ về nước mắm của Việt Nam mình đấy ạ, nước mắm của Việt Nam mình. Ừ. Siêu thị có bán nước mắm mì đấy nhé, siêu thị có bán nước mắm. Đấy, nhớ cho Sensei nhá. Sugi. Ừ. Tâm sang wa Krivia de hataraite imasu. Tâm sensei wa Krivia de hataraite imasu. Đây là gì ạ? Cũng về nghề nghiệp luôn, đúng không? Cô Tâm hoặc là bạn Tâm. Đây Tâm sang là bạn Tâm. Tâm sang wa Krivia de hataraite imasu. Tâm thì làm việc ở công ty Krivia, hoặc là Tâm sang thì đang làm việc ở Krivia. Ý đấy. Hai. Thêm một cái ví dụ nữa của cái trường hợp là biểu thị hành động mang tính thói quen hay nghề nghiệp tình cảm nhé. Các bạn tự lấy ví dụ cho Sensei đi ạ. Comment xuống bên dưới đi ạ. Ok, ở đây Sensei sẽ lấy một ví dụ về gì ạ? Imoto wa Tokyo Daigaku de benkyou shite imasu. Imoto wa Tokyo Daigaku de benkyou shite imasu. Dịch cho Sensei đi ạ. Hoặc là các em có thể nói là Watashi wa Tokyo Daigaku de benkyou shite imasu. Watashi wa Hanoi Daigaku de benkyou shite imasu. Tất cả những cái này sẽ chỉ về gì ạ? Cái hành động lặp đi lặp lại đúng không? Cái việc hàng ngày đi học mà. Mình đang học mà. Dạ, em gái tôi đang học ở trường đại học Tokyo nhá. Imoto đấy. Em gái tôi đang học ở trường đại học Tokyo. Hoặc là các bạn có thể viết một cái câu về bản thân mình đúng không? Watashi wa nani nani de benkyou shite imasu. Tiếp theo chuyển sang mẫu câu thứ tư trong bài, chúng ta sẽ học về danh từ ni động từ. Ở bài trước chúng ta đã học là danh từ ga động từ này, danh từ ô động từ. Hôm nay chúng ta đã danh từ ni động từ. Mẫu câu này thì chúng ta sẽ thấy là có những cái động từ được dùng với trợ từ ni như sau này. Một haidimasu là vào nhé, vào đâu đó. Hai suwarimasu là ngồi. Tiếp ạ, norimasu lên tàu xe. Noborimasu leo núi. Tsukimasu là đến. Chúng ta hãy nhớ cho Sensei 5 cái động từ này thôi trong phạm vi N5 nhé. Haidimasu, suwarimasu, norimasu, noborimasu, tsukimasu. Ok. Nhớ hết 5 cái động từ này cho Sensei ạ. Trong trường hợp này á, trợ từ đi đằng trước nó luôn luôn là trợ từ ni. Và cái trợ từ ni này nó sẽ biểu thị cái địa điểm chủ ngữ có mặt sau khi thực hiện hành động đó. Ví dụ nhá. Ví dụ như Sensei nói là Kyoshitsu ni haerimasu. Tôi vào lớp học, tôi vào phòng học. Vậy thì cái cái trợ từ ni nó sẽ biểu thị cho Kyoshitsu là phòng học. Chính là cái địa điểm mà sau khi Sensei thực hiện cái hành động là vào thì Sensei có mặt ở đâu ạ? Có mặt trong phòng học. Cho nên là trợ từ ni sẽ biểu thị cái địa điểm của chủ ngữ có mặt sau khi thực hiện hành động. Kyoshitsu ni haerimasu. Đấy. Tiếp. Sensei sẽ lấy một ví dụ như này nhá. Koko ni haitte wa ikemasen. Koko ni haitte wa ikemasen. Vậy thì các bạn thử dịch đi ạ. Koko ni haitte wa ikemasen. Không được vào vào đây nhé, không được vào đây. Ni. Đó. Tiếp. Koko ni suwatte moi desu ka? Koko ni suwatte moi desu ka? Đúng không? Cái cô này cô đến cô hỏi mọi người rằng là tôi làm sao nhỉ? Tôi xin phép được ngồi ở đây có được không? Đúng không? Suwatte moi desu ka? Tôi ngồi đây có được không? Ii desu ne. Ngoài ra tôi sẽ thêm một ví dụ nữa nhé. À, Shin Osaka から16番のバスに乗ってください。Thì động từ乗って đây là norimasu. Sensei vừa đưa ra trên rồi. Norimasu sẽ đi với trợ từ ni, đúng không? Vậy thì sẽ là gì ạ? Basu ni norimasu. Và đây sẽ chia cả câu là Shin Osaka から16番のバスに乗ってください。Chúng ta sẽ đọc là gì ạ? À, dịch nó là
Bạn hãy lên cái xe buýt tuyến số 16 từ Shinosaka nhé. Ý nhé. Khi mà hỏi bạn mình là tớ muốn lên Tokyo chơi lắm nhưng mà tớ không biết đi kiểu gì cả, thế là bạn mình đã hướng dẫn rằng là bạn cứ đi ra ngoài ga Shinosaka và lên cái tuyến xe buýt số 16 là kiểu gì cũng đến. Đó. Thế thì đó là gì ạ? Shinosaka kara Jirokuban no basu ni notte kudasai. Ý nhé. Tiếp mẫu câu số 5 rồi các em ơi. Mẫu câu số 5 là gì ạ? Danh từ một ni, danh từ hai ô, động từ. Mẫu câu này á thì chúng ta sẽ sử dụng trợ từ ni ở đây để biểu thị về cái địa điểm chính là ánh danh từ N1 này. Và có mặt của danh từ N2 sau khi mà thực hiện hành động V. Nói lý thuyết thì nó hơi hơi khó hình dung, lấy luôn ví dụ như thế này. Koko ni kurumao tomete kudasai. Koko ni kurumao tomete kudasai. Dịch đi ạ. À. Dịch xong thì phân tích nhá. Koko ni kurumao tomete kudasai. Các tình yêu ơi, thả tim cho Sensei đi, lại không nhìn thấy gì nữa rồi. Sensei gọi điện cho nhà mạng, người ta bảo đến tháng 11 người ta mới khắc phục được cơ, thì bây giờ mạng đang rất yếu. Cá mập cắn cáp quang các em ạ, Sensei hận con cá mập lắm. Lưu ý nha, ở mẫu câu này thì trợ từ ni sẽ biểu thị cái địa điểm chính là cái danh từ 1. Nó sẽ có mặt của danh từ 2 sau khi thực hiện hành động V. Tức là gì ạ? N1 là anh địa điểm là Coco là ở đây. Kuruma chính là danh từ 2, chính là gì ạ? Cái vật và cái ô tô đúng không? Và sau khi thực hiện hành động là tomete kudasai này này, sau khi thực hiện cái hành động là dừng thì sẽ có mặt cái ô tô tại cái chỗ này nhá. Hãy đỗ xe ở đây đúng không? Đỗ xong thì cái xe chẳng ở đây thì ở đâu? Đi nhé. Ok, tiếp ạ. À. Xin xem lại có một ví dụ khác. Koko ni zio so kaite kudasai. Koko ni zio so kaite kudasai. Hãy gì ạ? À? Hãy viết địa chỉ vào đây, đúng không? Hãy viết địa chỉ vào cái chỗ này này, điền địa chỉ vào đây đi. Sau khi các em viết địa chỉ thì địa chỉ nó không nằm ở đây thì nằm ở đâu, đúng không? Không nằm trên cái tờ giấy đó thì nằm đâu ạ? Đó. Vậy chúng ta sử dụng ní trong trường hợp như vậy nhá. Koko ni zio so kaite kudasai. いいですね。Tiếp ạ, Sensei sẽ lấy ví dụ khác nhá. Ở trên chúng ta là viết địa chỉ vào đây. Vậy bây giờ Sensei sẽ nói là hãy viết tên vào đây. Các em hãy comment bằng tiếng Nhật nhá. Hai Minasan, hãy viết tên vào đây. Nihongo ni yakushite kudasai. À, Nihongo ni yakushite kudasai. Hãy viết tên vào đây. Nihongo ni yakushite kudasai. Chúng ta chỉ cần thay cái địa chỉ thành tên thôi đúng không? Rất là đơn giản đúng nào? Ok ạ. Koko ni namae o kaite kudasai. Koko ni namae o kaite kudasai. Khi các em đi thi đúng không? Quên điền thông tin hoặc các em đi làm một cái thủ tục gì đó, người ta sẽ hướng dẫn là Koko ni namae to yu so kaite kudasai. Hãy viết tên và địa chỉ của bạn vào đây. Hoặc là gì ạ? Renakusaki kaite kudasai. Tức là gì ạ? Hãy viết cái địa chỉ liên lạc, hãy viết cái thông tin liên lạc của bạn vào đây, đúng không? Renakusaki, tức là số điện thoại, viết vào đây đi ạ. Đấy, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều đấy. Nên là nhớ cái mẫu câu này đi, nó quá là đơn giản và dễ nhớ. Và chúng ta lại dùng nhiều và thực tế nữa. Nên các em hãy nhớ luôn nhá. Ok ạ. Về chuẩn bị cho Sensei bài số 16. Bài số 16 của chúng ta chính là bài 16 trong Mino Nihongo đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có tổng cộng 6 cái nội dung cần nhớ. Nội dung thứ nhất là gì ạ? Cách nối hai câu trở lên. Thường á, chúng ta muốn lồng ghép hai câu trở lên và nối hai câu trở lên trong tiếng Nhật chúng ta dùng như thế nào thì buổi sau học này. Tiếp VT kara V2 đúng không? N1 qua N2 gạ tính từ. Tiếp ạ, danh từ hộ động từ lại quay trở lại với danh từ hộ động từ nhưng mà xem cái cấu trúc này nó sẽ khác gì thì buổi sau chúng ta sẽ được học nhé. Bạn tìm hiểu trước đi, chuẩn bị bài trước đi. À, học thêm một từ hỏi nữa. Chúng ta đã học từ gì ạ? Dare là ai, doko là ở đâu, do là như thế nào, dona cũng là như thế nào và chuyên dùng bổ nghĩa cho danh từ. Chúng ta cũng học cả ikura, ikutsu, nanji, rồi nan. Hôm nay chúng ta đã học cái từ gì nhỉ?
À, vẫn là đề cá thôi, không có từ mới nào, mới đúng không? Vậy thì buổi sau chúng ta sẽ học thêm một cái từ nghi vấn nữa, mới hơn, đó là đồ da tệ, tức là làm bằng cái cách thức như thế nào này. Tiếp này chúng ta lại học về cái anh Dore, Dono, danh từ, ý nét. Ok, buổi sau chúng ta sẽ tìm hiểu hết những cái này nhá. Các bạn chuẩn bị bài trước cho Sensei. Cuối giờ rồi, có bạn nào còn thắc mắc gì không? Sensei giải đáp cho các bạn nhá. Giải đáp thắc mắc cho. Chính xác, dễ là trận. Ừ, dễ là vu vu chứ. ここに名前を書いてください。ここに名前を書いてください。じゃあ、どうだ？うん、ここに名前を書いてください。Bạn Bình Nguyễn gõ bằng Romaji, ok nhá. Ừ. Bài ngày hôm nay có chỗ nào khó hiểu không? Hay cần Sensei giải thích thêm cái phần gì thì các em cứ comment vào đây nhá. Tranh thủ cuối giờ Sensei sẽ giải đáp hết cho các em. Hoặc là những bạn nào quan tâm đến du học bây giờ có thể hỏi, đúng không? Cuối giờ mà bài dễ quá thì hỏi về du học đi, Sensei giải đáp cho này. Về quy trình làm hồ sơ, hay các em muốn biết là các em nên đi ở khu vực nào, hay là có trường nào để Sensei Osusume cho, tiến cử cho các em, giới thiệu cho này. Hoặc những cái chương trình học bổng của bên Sensei á. Đó, những câu nào mà tóm gọn được thì Sensei sẽ trả lời luôn. Còn câu nào mà cần phải trả lời một cách chi tiết và cụ thể thì sẽ để dành cho live stream. Sensei sẽ để một cái buổi live stream trực tiếp luôn, giải đáp với 1.001 câu hỏi của các em. Du học ở tuổi 40, một câu hỏi hơi khó với Sensei vì thật ra thì bây giờ các em biết đó, cái việc mà đi du học á thì các em cũng thấy là cái số người Việt Nam mình ở Nhật thì cũng khá khá là đông đúng không? Mà cũng có nhiều cái trường hợp rồi. Nếu như bạn đang ở Nhật mà học tiếng Nhật á thì Sensei sẽ liên kết được cho các trường và cũng có xử lý vài trường hợp như thế rồi. Ở Nhật người ta vẫn sẽ nhận mình đi học như bình thường thôi. Còn về vấn đề xin visa thì có thể người ta sẽ không hỗ trợ được đâu vì nó sẽ khá là khó. Đấy. Còn khi mà các bạn về rồi á thì không biết, 40 tuổi nó khó lắm. Các bạn đi thực tập sinh còn khó cơ mà, đúng không? Phân biệt dùng em chikimasu và kimasu, ok, rất là dễ nhá, test xa trần rất đơn giản thôi. Chikimasu của em và chữ đó là chữ chắc đúng không, đó cộng với chữ kimasu nó là chữ like. Vậy hai cái động từ này á nó đều thể hiện là đến, và khi chúng ta đứng ở đích rồi thì chúng ta mới nói cái từ đến đó, đó là cái điểm chung, nhưng nó chỉ khác nhau như thế này thôi. Ví dụ nhá, khi mà các em nói về người á thì dùng chung là chư tả nhé, chư tả là được. Nhưng mà khi các em nói về đồ vật á thì chỉ có là kimasta thôi chứ không có chư kimasta đâu ạ. Chư kimasta nó sẽ không dùng cho đồ vật nhá. Thế thôi, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Minh Lập Hà Sáng ơi, khi mà chúng ta phân biệt lý về đế á, để mà nói một cách cơ bản nhất và dễ nhất á thì lý nó sẽ dùng cho trường hợp là gì ạ? Ở đâu có cái gì, còn đế thì ở đâu thực hiện cái hành động gì, trừ những cái hành động như ở trên mà Sensei đang nói này, đó là gì ạ? Cái mẫu câu mà ní á thường nó sẽ được dùng trong cái trường hợp khi mà chúng ta thực hiện xong hành động thì cái thằng N2 á nó sẽ đứng và nó sẽ tồn tại ở trên cái thằng N1 thì sẽ là ní đó, hoặc là gì ạ? Ở đâu có cái gì thì cũng là ní, còn đế thì chúng ta sẽ dùng trong trường hợp ở đâu làm cái gì nhá. Mata Raisiu nè, chứ không phải là Raisiu Mata nè nhá. Thợ shipper sẵn. Xem là còn nữa không? Hay, nếu như trong trường hợp á, mà bạn Paulo Trần đang nói rằng là Amina sang ơi, Kokoro to like cử desu ne, like cử o chứ cứ tê cứ đa sai thì em đang nói là các bạn thả tim thì có hoàn toàn có thể nói là đa tê cứ đa sai, đa tê cứ đa sai, ý desu ne. Hay, hoặc là osite kudasai là ấn vào cái nút like và tim cho sensei cũng được, hoặc là dashite kudasai nhé. Ngoài ra các bạn còn thắc mắc câu gì khác nữa không? Dạ nè, đấy. Kenu-san, Mina-san matarai siêu á, để ý cho sensei chữ siêu của em nhé, thêm ư vào ạ. Trường âm ạ, rai siêu desu ne. Hai. Ok ạ, bạn nào mà có bạn Kenu mà đang mệt á thì có thể nghỉ nhá. Học xong bài rồi á, nghỉ đi, đến khi nào khỏe thì dậy làm bài tập cho sensei. Cố gắng đừng có để dành nhá.
Nghe nói ở Sendai có trường nhận lớn tuổi. Đúng rồi, ở Sendai thì có một cái trường làm hồ sơ rất là chắc. Và cái trường đó thì lớn tuổi là một, hồ sơ xấu là hai, có thể nhận. Thì những cái trường hợp đó có thể inbox để sensei có thể ấy nhá. Nhưng mà sensei thì đang hướng đến các bạn là xin học bổng để đi du học. Đấy, hầu như là các em muốn liên kết với trường nào sensei cũng liên kết được cho các em thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ đỗ visa bây giờ thì chúng ta cần phải làm hồ sơ chuẩn chỉnh các thứ á. Chứ còn cứ nghe nói của các em thì nó sẽ tùy theo cái thời điểm nữa. Có thể là một vài năm trước rất là hot, nhưng bây giờ thì trường nó không còn tốt như ngày xưa nữa chẳng hạn này. Hay là như trường ở Sendai của em có thể là ngày trước tốt, nhưng bây giờ chưa chắc là người ta sẽ đảm bảo cho các em được đâu. Nên là cho dù có vấn đề gì chăng nữa thì các em vẫn nên tìm hiểu thật là kỹ trước khi mà các em quyết định một cái điều gì đó. Chứ đừng có nghe nói nhá, mà phải có thông tin chính xác em ạ. Tường Long rằng hướng dẫn giúp em là hướng dẫn gì vậy? Ừ. Tường Long ơi, sensei đã có bài đăng ở trên group của mình về tham gia nhóm Kaiwa. Thì các bạn cứ thực hiện đúng như các bước đó. Đó là trên đó hướng dẫn bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì. Thì các em cứ làm như vậy thì sensei sẽ duyệt em vào nhóm Kaiwa. Sau đó thì khi mà tham gia vào nhóm Kaiwa thì chúng ta sẽ có cập nhật. Như hiện tại thì những cái lớp Kaiwa miễn phí ấy, thì sensei không có quá là khắt khe với các bạn. Thường thì cứ đến cái buổi Kaiwa mà khi các thầy tham gia được thì sensei luôn luôn là cung cấp pass và ID cho các bạn. Vào ngay cái live stream á, là sensei đã cung cấp pass và ID rồi. Thì các bạn nào vào sớm nghiêm chỉnh á, thì các bạn đều vào được luôn á. Nên các em không cần quá phải là lo lắng đâu nhá. Ngoài ra có bạn nào còn câu hỏi nào khác nữa không? Mata Kondo nè, gọi nhé. Lịch Kaiwa hiện tại của chúng ta là 2 tuần 1 lần nhé, 2 tuần 1 lần vào thứ bảy. Thì thứ bảy tuần này chúng ta không có lịch Kaiwa, nhưng mà thứ bảy tuần sau sẽ có. Đó, hiện tại là như vậy. Còn đó là sau tháng 10, còn sau tháng 10 thì từ tháng 11 trở đi thì sẽ có sự thay đổi khác nữa nhé. Ok, ngoài ra có bạn nào thắc mắc nữa không ạ? Tết xa Trần còn thắc mắc gì nữa không? Em chỉ thắc mắc mỗi chữ Kimatsu và Kimatsu thôi à? Chữ Kimatsu và Kimatsu nó đều có nghĩa là đến thôi. Nhưng mà chỉ khác nhau, ví dụ nhá. Sensei vừa nói là đồ vật đúng không? Ví dụ Sensei nói rằng là bình thường chúng ta hay có cái từ là mùa hè đến nhá. Thì chúng ta sẽ nói hay mùa xuân đến đi. Xuân xuân ơi xuân đã về đi đúng không? Chúng ta sẽ có là Haruni Narimasu. Hoặc đôi khi chúng ta sẽ là Harukuru hay Natsukuru chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ là chữ cự nhá. Đó, chữ cự thì sẽ dùng cho người thôi, chứ không dùng cho kiểu là mùa xuân đến là Harumon chữ cự đâu ạ. Đấy, chui tảo cũng không dùng như thế. Ok, nếu không có bạn nào thắc mắc nữa thì sensei sẽ kết thúc livestream ở đây nhá. Các bạn nghỉ ngơi xong đó thì làm bài tập đi ạ, để nhờ sensei có thể check cho các bạn. Hai minasan, mata zikai, mata raisiu ne.